anh này đi ra đây đâu trên vỉa hè xe dừng bánh chúng tôi mới xử phạt rất rõ ràng theo luật nha. Còn em lái xe mà không nắm luật thì đừng lái. Bây giờ còn nếu như anh nói luôn ở cái quận 1 này mà không học theo luật, không làm theo luật thì về trường công binh ở. Và bạn biết rằng là chúng tôi đã quyết tâm lập lại cái văn minh đô thị làm đẹp cho thành phố 7 tháng nay như thế nào. Đến quận 1 này phải học luật, phải làm việc theo luật, chấp hành theo luật, còn không vào trường công binh sống chứ không thể sống ở quận 1 này. Chuyện đó là chuyện của mỗi cá nhân, anh không có ý kiến nhé. Những gì anh đã phát biểu mà hình như báo chí đăng là ý là ý của anh nên anh không làm sai, không có ám chỉ, anh không xin lỗi với sát. Anh có phải là đi sử dụng dân của mình đâu. Anh là một phó chủ tịch quận, làm sao anh không hiểu được điều đó. Anh đã được đi học cao cấp chính trị rồi, làm sao anh không hiểu được điều đó. Có cái điều là anh vận dụng dừng cú khi mà các tài xế cứ cãi bằng được, cãi ngang bằng được, viện đủ lý do hết. Hơn 8.000 người thì anh phạt 7 tháng nay. Hơn 8.000 thôi thì chắc nhiên trong đó có 1-2.000 người người ta bực tức và người ta cảm thấy suy nghĩ, người ta nâng quan điểm vân vân, rất là phức tạp. Anh chỉ mong là mọi người chung tay thế thôi, biết còn một người ta nghèo, người ta hiền, người ta dễ thương, mắc mớ gì anh đi xúc phạm, anh bị điên à? Tiền đó là không có. Anh đang chỉ muốn nói là cái luật rừng, các tài xế có sử dụng luật rừng nhiều quá tại cái khu vực trung tâm này chứ không có một ý gì đối với người dân của mình hết. Người ta rất hiền lành, rất dễ thương, chất phác. Đó là cái điều mà không bao giờ từ trái tim anh có cái suy nghĩ đó. Chứ đừng nói là bằng hành động.